là thấy cả một quê hương Việt Nam. Và hôm nay hội cao niên chúng ta cũng muốn một cái show áo dài để cho các bà các cô cũng có thuê những chiếc áo dài đẹp của mình, để trong tủ lâu ngày nó bị muối, bị mọt, bị bụi đóng đi. Rồi đây, show áo dài và kèm theo những cái sắc phục của một vài dân tộc đặc biệt. Bây giờ show áo dài bắt đầu, chúng tôi mời áo dài số 1 bước lên sân khấu. Quý vị cho một tràng pháo tay. Và theo như lời hướng dẫn của anh Hùng Minh, áo dài đi lên đi một vòng để biểu diễn cái chiếc tà áo dài của mình. Đi một vòng, mời đi một vòng, đi nhanh liền. Dạ, đó, ra đứng trước biểu diễn vòng một vòng. Dạ, quý vị nhìn chị Kim Lưỡng, rồi mời chị đứng bên đó. Với áo dài số 2 là cô Thanh Tâm, đi một vòng biểu diễn chiếc áo dài của mình. Có cái gì đẹp nhất trong áo dài của mình khoe đi. Rồi, biểu diễn. Đi một vòng xung quanh biểu diễn trước sau đó. Rồi chị nhanh quá rồi, mời chị vô đây chứ. Chị này tiếp theo nè, chị này, chị ra chị biểu diễn. Đúng rồi, rồi mời chiếc áo dài tiếp theo. Áo nồng vàng anh về yêu hoa tốt đây. Áo nồng xanh anh mến lá sân trường. Mời chị ra sân biểu diễn. Mời chiếc áo dài màu tím. Phải màu tím không chị? Ủa vậy con mắt tôi tưởng màu tím. Tôi yêu màu tím qua sim đó. Dạ rồi, chị ra biểu diễn. Đi một đường công tuyệt mỹ xem. Rồi bây giờ mời chị. Quý vị thấy không, áo dài nó tùy theo cái thân hình nữa. Rồi mời tiếp theo. Rồi ra đằng trước đi một vòng chị, đi một vòng, đó một vòng cô. Rồi vô. Rồi đi tiếp theo. Rồi đi tới trước đi một vòng. Rồi tiếp theo, chiếc áo màu trắng à. Dạ, mời chị đi một vòng cho cái tà áo đằng sau nó thấp hơn. Rồi mời chị đứng trên đây qua đây. Tiếp theo này ở phía mặt tím phải không? Rồi mời chị. Đây là chị Tiết Nga nè. Dạ mời chị đứng đây chứ. Đứng đây theo thứ tự. Đứng đây này. Ok, bây giờ là fashion show rồi không? Áo dài Việt Nam chứ, đâu có mời ra. Này áo dài Việt Nam. Chiếc cái nón quay thao. Wow, quá độc đáo quý vị ơi. Bây giờ đây là phần fashion show của sắc tộc của những người bộ áo quần của một số sắc tộc. Bây giờ mời anh tắt nhạc. Bây giờ đây bô mấy người này sẽ ra trình diễn với cái sắc, những cái tà áo, những cái bộ áo của một dân tộc nào đó, và người ta sẽ làm thế nào để nói lên được cái sắc tộc đó. Bây giờ mời cô Sơn Nữ Phà Kha. Cái này có nhạc ai đây mừng luôn đó phải không? Đây mừng lùa nước lên đang mở nhớ ai lưng chừng lưng còn chờ đợi ai tháng năm đây bạn. Cảm ơn Sơn Nữ Phà Kha đứng đây. Bây giờ mời tiếp theo là cô này, cô gái Nhật.
đến từ Kyoto, Tokyo gì đây, Mokura, Kawasaki, Nagasaki. Một. Cửa này gì vậy? Sakura, Sakura, no yama mo sato mo miyawata saki. Sakura, Sakura, hana ya kari. Kari. Sayonara. Tôi tạm dịch đây là mùa hoa anh đào đó quý vị. Rồi bây giờ tiếp theo giới thiệu với quý vị, đây là một người con gái Trung Hoa. Ngộ ái nghĩ, bị ái mộ gì đây không biết. Rồi xin kính chào quý vị. Kìa một nàng Trung Hoa xinh, dáng trắng tinh là ngà, nụ cười tươi như hoa thắm, cô em tha thức lược lạ. Tiếp theo mời ngộ ái nị, nị đừng có ái ngại ạ. Ô, lại thêm một cô, hồi nãy là cô đó ở Kyoto, bây giờ cô này ở Tokyo. Ô, Tokyo là Honda Suzuki, xếp hạ. Xin kính chào quý vị. Dạ, tôi tên là Yamaha. Quý vị cũng biết là Yamaha đó. Ồ, dạ, thêm một cô, một nàng Trung Hoa ra lại tới dự với chúng ta hôm nay nữa. Cô này, cô ở Thượng Hải nè, Chiang Kai nè. Mời cô ở Chiang Kai, nãy là như cô ở Triều Châu, ở Tô Châu gì đó, bây giờ mời cô đây ra đây. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị hội viên, cựu hội viên. Tôi là hội viên mới tham dự, lần này là lần thứ hai. Xin hân hạnh kính chào quý vị. À, ngộ ai? Chị ấy ngộ hả? Cái này đừng có ai ngại à. Một cái người mà phải hôm nay rất là đặc biệt nữa, gần lắm gì của chúng ta sát bên đây. Quý vị nào muốn ăn bim, muốn ăn taco, gặp cô này, mời cô Mexican Señorita. Cô Señorita này thích uống margarita mà hay ăn fajita. Mama Linda hay Mamacita? Anh ăn taco không? Dạ, học được có chữ hôn là Venus Divas Salama Hôn à. Dạ, BCM Bucho đó, có người nói